Xin chào các bạn. Canada là một quốc gia phát triển với nhiều chính sách xã hội tiến bộ, đời sống cao, lại yên bình và có tỷ lệ tội phạm cực thấp. Chính vì thế mà rất nhiều du học sinh mong muốn được định cư tại Canada. Vậy làm thế nào để tăng cơ hội định cư sau khi du học Canada thì hôm nay công ty Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này nhé. Thì có nhiều cách để làm tăng khả năng định cư. Thứ nhất là lựa chọn trường có chương trình hỗ trợ việc làm. Ngay từ bước đầu tiên khi bạn quyết định lựa chọn trường để đi du học Canada, bạn nên chọn một ngôi trường có chương trình hỗ trợ việc làm. Vì một trong những điều kiện để ở lại và trở thành công dân của Canada là bạn phải có việc làm. Thứ hai là chọn ngành có nhu cầu cao để nâng cao cơ hội định cư sau khi du học Canada. Các ngành dễ định cư Canada là mỏ địa chất, cơ khí, kỹ thuật, công nghệ thông tin, y tá, điều dưỡng viên, kế toán tài chính, thương mại, truyền thông, công tác xã hội, giáo dục, nghiên cứu khoa học, các ngành không ưu tiên định cư như đầu bếp, giám sát dịch vụ ăn uống, nhân viên văn phòng, trợ lý văn phòng, nhân viên kế toán sổ. Và thứ ba là chọn các thành phố dễ dàng hơn về chính sách định cư. Mỗi bang, mỗi thành phố tại Canada có những quy định riêng về chính sách định cư trên cơ sở quy định chung của chính phủ. Một số thành phố tại Canada có cơ hội việc làm lớn hơn nên đương nhiên là lựa chọn các thành phố này sẽ giúp các bạn dễ được ở lại hơn. Thì Toronto hay Vancouver là những cái tên nổi bật được ưa chuộng vì khả năng tìm việc dễ dàng do có nhiều trung tâm thương mại lớn và nguồn khách du lịch dồi dào quanh năm. Bên cạnh đó, Manitoba cũng là một cái tên lý tưởng khi có chính sách định cư Canada rộng mở nhất, bao gồm cả định cư diện gia đình lẫn định cư sau du học Canada. Và thứ tư là mở rộng mối quan hệ. Học tập tại Canada, học viên được khuyến khích tham gia vào các công tác xã hội, cộng đồng, từ thiện để thể hiện sự đóng góp của bạn cho đất nước Canada và cũng là công cụ để làm sáng CV hay resume khi xin việc. Cho nên bạn phải xây dựng cho mình một mối quan hệ tốt ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính phủ Canada cho phép học sinh sau khi tốt nghiệp được ở lại làm việc hợp pháp toàn thời gian đến 3 năm. Và đây là ưu điểm lớn của Canada so với các nước khác. Vì các chuyên ngành mà sinh viên đang học đều thuộc vào danh mục nghề nghiệp thiếu hụt của nền kinh tế. Cùng với chương trình đào tạo hướng tới thực hành cao nên gần như tất cả sinh viên của trường đều có thể tìm việc thích hợp trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp là tiền đề để định cư tại Canada. Theo quy định của chính phủ Canada thì sinh viên được phép nộp hồ sơ xin định cư chỉ sau 6 tháng làm việc full time sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó thì chính phủ cho phép các tỉnh bang còn đưa ra những chương trình nhập cư riêng để thu hút lao động quốc tế đối với một số nghề có nhu cầu nhân lực cao như du lịch, khách sạn, nhà hàng, điều dưỡng, y tá, chăm sóc sức khỏe với cơ hội định cư rất là cao. Để hiểu rõ hơn về chủ đề làm thế nào để tăng cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp tại Canada, hay các bạn còn thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ, cách chứng minh tài chính, thông tin về trường khi du học Canada thì hãy liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn tại công ty du học Tân Đại Dương. Liên hệ tại chi nhánh quận 1, mặt tiền 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879. Hoặc chi nhánh quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Và các bạn hãy lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ở tại Hà Nội nhé.